Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố Sơn La, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính như sau: chia sẻ khó khăn với nhân dân vùng lũ trên địa bàn thành phố, ra mắt mô hình ngôi nhà trí tuệ và câu lạc bộ văn hóa các dân tộc tổ 2 phường Trường An. Cuối chương trình có phóng sự phụ nữ thành phố thực hiện khâu đột phá xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chia sẻ giúp đỡ người dân bị hưởng do cơn bão số 2 gây ra, đặc biệt trong những ngày qua, thành phố Sơn La tiếp tục có mưa lớn khiến cho một số nơi tiếp tục bị ngập úng. Do đó, cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các cơ quan đơn vị và nhân dân đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cho bà con bị thiên tai lũ lụt. Ghi nhận của phóng viên Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố Sơn La. Do ảnh hưởng của cơn bão số 2 trên địa bàn xã Trường Đen đã xảy ra tình trạng sạt lở và ngập úng tại một số bản. Trong đó, bản Phiêng Nghè, nước dâng cao làm 60 nhà dân bị cô lập. Trong đó có trên 30 ngôi nhà bị ngập sâu từ 3 đến 8 mét, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống sinh hoạt của bà con. Với phương châm 4 tại chỗ, ngay sau khi nắm được tình hình, xã Trường Đen đã huy động các lực lượng di chuyển tài sản giúp nhân dân, đồng thời bố trí cho các hộ ngập ở nhờ nhà anh em họ hàng và nhà văn hóa các bản lân cận. Hiện nay ngập úng đã kéo dài 9 ngày, nhưng mực nước rút rất chậm. Kiểm tra nắm bắt tình hình và động viên nhân dân, đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị cấp ủy chính quyền xã Trường Đen tiếp tục phát huy phương châm 4 tại chỗ để giúp đỡ hỗ trợ nhân dân. Đề nghị các cơ quan chức năng của thành phố cắt điện của các hộ bị ngập úng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo an toàn đề phòng đuối nước, đặc biệt là đối với trẻ em khi tham gia đi lại bằng bè, mảng. Trước mắt, trong khi chờ các cơ quan chức năng có giải pháp thoát lũ, giao cho lực lượng quân sự, công an tiến hành dọn, thu gom rác tại cửa hang thoát nước, đồng thời theo dõi, hỗ trợ giúp đỡ nhân dân dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống sau khi nước rút. Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố đã phát động lãnh đạo, chuyên viên, người lao động ủng hộ được gần 16 triệu đồng mua các loại nhu yếu phẩm ủng hộ tận tay những hộ dân bị ảnh hưởng tại bản Phiêng Nghè. Với tinh thần không để phát sinh dịch bệnh tại các điểm ngập úng do lũ lụt, đồng thời tuyên truyền hướng dẫn nhân dân bị ảnh hưởng do ngập úng thực hiện các phương pháp vệ sinh phòng dịch, xử lý ô nhiễm nước cũng như các biện pháp sinh hoạt an toàn. Các y bác sĩ của Trung tâm Y tế thành phố và Bệnh viện Gia Liễu đã tổ chức khám tư vấn sức khỏe. Các biện pháp phòng chống các loại dịch bệnh thường gặp khi mưa lũ như bệnh ngoài da, đau mắt đỏ, cảm cúm, đường ruột. Cũng trong dịp này, Trung tâm Y tế thành phố đã kết hợp với một số nhà hảo tâm hỗ trợ các gia đình bị ngập tại hai bản một số nhu yếu phẩm cần thiết. Hay là pha phồn đuống thành chú mà con thầy nằm lên đột à phồn điên điên. Bản Phiêng Nghè bị ảnh hưởng mưa lớn liên tục mấy ngày liền, nước dâng lên ngập rất nhiều nhà, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của bà con nhân dân. Hôm nay được Trung tâm Y tế và các nhà hảo tâm động viên, ủng hộ giúp đỡ, cấp phát thuốc, mì tôm cho bà con. Chúng tôi rất cảm ơn. Ủng hộ ngày nào bản phải nghe chúng khỏi nơi, khỏi rất cảm ơn. Theo ghi nhận tại khu vực Nong Ngụa, bản Hẹo, phường Tô Hiệu, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, 7 hộ gia đình sinh sống trong khu vực này đã bị ngập úng rất nặng. Có nơi nước ngập sâu 4 đến 5 mét, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của người dân. Là sau khi cơn bão số 2 vừa rồi là nó gia đình tôi là đã bị ảnh hưởng và thiệt hại rất là nặng về nhà cửa và tài sản, hoa màu, cây cối và vật nuôi. Hiện tại thì gia đình tôi thì trong cái khu này là do không có lối thoát nên nước vẫn đang ngập trong nhà. Hiện tại nhà tôi đang bị ngập là 1/4 của tầng 1 và tài sản thì một số vật dụng thì chưa kịp di rời thì cũng đang ngập trong nước. Gia đình tôi rất là mong muốn các cấp chính quyền quan tâm sớm có một cái giải pháp nào đó để sớm cho gia đình chúng tôi được khắc phục và đi ổn định cuộc sống. Ngay sau khi nhận được thông tin ngập úng, sạt lở do bão lũ gây ra, cấp ủy chính quyền phường Tô Hiệu đã khẩn trương triển khai các giải pháp di rời tài sản cho nhân dân đến nơi an toàn, đồng thời kêu gọi các tổ chức cá nhân doanh nghiệp. Trên địa bàn có những hoạt động nghĩa tình, chung tay giúp đỡ bà con vùng lũ vượt qua khó khăn trước mắt. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và đoàn viên cùng chung tay giúp đỡ các hộ gia đình bị ngập lụt và cũng như là các hộ bị sụt lún do lở đất. Và cũng hy vọng rằng các cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn chung tay để ủng hộ những cái chương trình
những cái phong trào của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cũng như của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường để giúp đỡ bà con sau lũ ổn định cuộc sống. Những cân gạo, những thùng mì tôm, nước mắm và một số nhu yếu phẩm thiết yếu khác được các cơ quan vận động quyên góp ủng hộ trao đến tận tay bà con vùng lũ lụt, với mong muốn sẻ chia gánh nặng với bà con đang phải chịu nhiều khó khăn do thiên tai gây ra. Đó là những nghĩa cử cao đẹp, thiết thực, nhân lên truyền thống tốt đẹp lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam. Chỉ sau 2 ngày, Ban vận động cứu trợ thành phố kêu gọi, các tổ chức cá nhân đã ủng hộ hơn 200 triệu đồng giúp nhân dân trên địa bàn thành phố khắc phục hậu quả thiên tai. Cơn bão số 2 đã qua, song ảnh hưởng và thiệt hại để lại thì quá lớn, vượt quá khả năng về nguồn lực của địa phương. Bên cạnh sự quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ của cấp ủy chính quyền, rất cần sự chung tay chia sẻ của các cơ quan đơn vị, các nhà hảo tâm để bà con sớm ổn định cuộc sống. Đảng ủy phường Quyết Tâm đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ, dự hội nghị có đồng chí Lò Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Tại hội nghị, lãnh đạo ban tổ chức đã công bố quyết định số 1978 ngày 22 tháng 7 năm 2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ định đồng chí Lê Hồng Việt, Thành ủy viên, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Quyết Tâm khóa 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu chúc mừng giao nhiệm vụ cho đồng chí Lê Hồng Việt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn trên cương vị mới, đồng chí sẽ tiếp tục học tập, nghiên cứu, trau dồi bản lĩnh chính trị, phát huy năng lực sở trường công tác, đoàn kết cùng tập thể xây dựng Đảng bộ phường vững mạnh, phát triển về mọi mặt. Tổ 2 phường Trường An đã tổ chức lễ ra mắt ngôi nhà trí tuệ và câu lạc bộ văn hóa các dân tộc. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban dân thành phố về xây dựng thành phố Sơn La là thành phố học tập toàn cầu, phường Trường An là phường học tập toàn cầu, tổ 2 phường Trường An đã tuyên truyền vận động nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn quyên góp, ủng hộ các đầu sách chất lượng đa dạng. Đây là mô hình hoạt động nhân ái trong lĩnh vực giáo dục, tập trung tạo dựng, duy trì và phát triển cộng đồng học tập suốt đời miễn phí. Ngôi nhà trí tuệ tổ 2 đặt tại nhà văn hóa tổ có thư viện nhân ái với quy mô hơn 3.000 cuốn sách phục vụ nhu cầu đọc, nghiên cứu tại thư viện. Một số trò chơi dân gian. Ngôi nhà trí tuệ sẽ trở thành điểm hẹn kết nối, lan tỏa trí thức mọi lứa tuổi, đáp ứng nhu cầu học tập, hoạt động văn hóa lành mạnh của nhân dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Nhân dịp này cũng đã ra mắt câu lạc bộ văn hóa các dân tộc tổ 2 với 116 thành viên. Sau khi được thành lập, câu lạc bộ sẽ thường xuyên tổ chức tập luyện các chương trình văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Tham gia các hội diễn, giải thi đấu thể dục thể thao do địa phương tổ chức, câu lạc bộ là nơi để nhân dân giao lưu học hỏi, cùng lưu giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa, văn nghệ, dân gian truyền thống của dân tộc, phát triển văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng người phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố luôn tạo điều kiện cho hội viên được học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, năng động trong phát triển kinh tế, khẳng định được vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội, đồng thời đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình. Đây được xác định là khâu đột phá trong xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Phóng sự sau đây sẽ phản ánh rõ hơn về điều này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố có trên 13.000 hội viên, sinh hoạt ở 92 chi hội. Hàng năm, các cấp hội chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, duy trì hiệu quả các nhóm Zalo, Facebook để tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và điều hành triển khai nhiệm vụ công tác hội. Đồng thời đa dạng hóa hình thức tập hợp phụ nữ thông qua các phong trào cuộc vận động, phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình 503 sạch, các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ tạo chuyển biến mới về chất lượng hiệu quả, vận động phụ nữ thực hành tiết kiệm để giúp nhau phát triển kinh tế. 100% cơ sở hội xây dựng quỹ tiết kiệm tự nguyện với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng cho 1.135 hội viên thiếu vốn vay với lãi suất thấp hoặc không lãi suất để phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, hội còn phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, chăm sóc cây trồng vật nuôi, giúp hội viên phụ nữ thay đổi cách nghĩ, cách làm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất,
điển hình như Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quyết Thắng vận động hội viên mở tài khoản MB gây quỹ. Bước đầu đã có 90 hội viên hưởng ứng tham gia với tổng số tiền 2.500.000 đồng. Duy trì mô hình nuôi lợn nái luân chuyển với tổng đàn lợn 51 con, luân chuyển được 9 con lợn nái bỏ sinh sản trị giá trên 100 triệu đồng ở Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hua La, xã Trường Sôm, tặng quà cho 112 lượt hội viên phụ nữ nghèo tại 12 xã phường với tổng giá trị 25 triệu đồng từ nguồn tiết kiệm tự nguyện của hội viên. Các mô hình kinh tế đã và đang phát triển giúp chị em phụ nữ khó khăn ổn định cuộc sống. Với tiêu chí có nghĩa là mỗi một hội viên trong chi hội đều tham gia đều có làm một con lợn nái và ít nhất là 15 con gà mái đẻ. Đấy là để góp phần vào cái thực hiện mô hình phát triển kinh tế. Và ngoài ra thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã còn xây dựng cái mô hình đó là mô hình nuôi bò nái. Thì để vận động tuyên truyền chị em hội viên là tích góp với cái vốn tự có để mà đầu tư vào xây dựng cái mô hình nuôi bò cũng như là nuôi dê. Đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế, hội đã triển khai chương trình vốn hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh dịch vụ nhỏ, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho hội viên vay vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh, với tổng dư nợ gần 86 tỷ đồng, với 1.923 khách hàng còn dư nợ, không có nợ quá hạn. Số tổ tiết kiệm và vay vốn là 66 tổ, số dư nhận tiền gửi tổ viên qua tổ tiết kiệm và vay vốn hơn 5 tỷ đồng. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội mở 3 lớp tập huấn nghiệp vụ, ủy thác cho 210 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở. Qua các hoạt động hỗ trợ của hội, đã có nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu do phụ nữ làm chủ và được nhân diện trên địa bàn. Chăn nuôi lợn, mỗi một năm thu nhập được là được suốt 3 đàn lợn ấy. Còn ngoài ra còn phát triển về như trồng cây ăn quả, trồng để thăng có tăng thu nhập thêm và cả bò nữa. Nên gia đình tôi là từ khi được cái vay vốn ngân hàng chính sách, nền kinh tế của gia đình thấy ổn định hơn. Thích ứng thời kỳ công nghệ, hàng năm hội đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trên các nền tảng xã hội như phần mềm Zalo, Facebook trên máy tính và điện thoại thông minh vào phần lớn các hoạt động của hội. 12 trên 12 hội phụ nữ xã phường có máy tính để làm việc, 100% chi hội trưởng, chi hội phó và trên 90% hội viên có điện thoại thông minh và thực hiện nghiêm túc cài đặt mã định danh điện tử. Có trên 60% chị em sử dụng điện thoại thông minh trong giao dịch tài chính và kinh doanh, mua bán trên ứng dụng online. Qua sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin giúp phong trào chị em hội viên ngày càng phát triển. Để điều hành hoạt động của tổ chức hội thì chi hội chúng tôi đã thiết lập một cái hệ thống Zalo từ đội ngũ lãnh đạo đến các tổ hội, giúp cho việc thông tin chỉ đạo, thông tin hai chiều được kịp thời cập nhật đến hội viên một cách nhanh nhất. Công nghệ thông tin được ứng dụng trong chi hội chúng tôi một cách triệt để trong các hội nghị, hội thảo, không chỉ có chi hội mà trong hội phụ nữ phường cũng vậy. Trong thời gian qua, được sự chỉ đạo của hội phụ nữ cấp xã thì chi hội phụ nữ Bản Lụa chúng tôi đã triển khai về việc sử dụng các ứng dụng như ứng dụng Messenger và ứng dụng Zalo. Qua sử dụng cái ứng dụng đó thì chúng tôi thành lập các nhóm để chỉ đạo công việc tuyên truyền về công việc của chi hội cũng như cái việc sử dụng ứng dụng Zalo và Messenger thì nó rất thuận tiện. Chúng tôi không mất công đi lại và thời gian của chúng tôi. Tiếp tục nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đẩy mạnh tuyên truyền vận động, hướng dẫn hội viên áp dụng các kỹ thuật mới vào sản xuất kinh doanh, xây dựng và duy trì các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế, từng bước giảm nghèo bền vững và vươn lên làm giàu, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố Sơn La, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Thân ái chào tạm biệt.